Giới thiệu với các bạn, đây là hạt giống ngon ngọt lá giúp 1 Golden Code, hay còn gọi là hạt giống ngon ngọt lá giúp 1 2 mũi tên đỏ. Đặc tính của giống ngon ngọt lá giúp 1 2 mũi tên đỏ là cây sinh trưởng khỏe, bộ rễ vững chắc, thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 65 đến 68 ngày, trái to, trọng lượng trung bình từ 500 đến 550 gram một trái, hạt đại cùi, thẳng hàng, vị trí đóng trái thấp, lá bi xanh, chất lượng ăn ngon, mềm và ngọt, thích hợp với ăn tươi và chế biến. Về khoảng cách trồng, cây các cây từ 28 đến 30 cm, hàng khách hàng từ 70 đến 75 cm, lượng giống trung bình từ 5 đến 6 kg trên 1 hectare. Giờ mùa hốc hạt, lưu ý nên trồng khô để tăng tỷ lệ nảy mầm, độ nảy mầm trên 80%. Giống có xuất xứ từ Thái Lan, gói nền 500 g. Mặt sau bao bì có hướng dẫn chi tiết về quy trình kỹ thuật cũng như đặc tính giống, hàng sử dụng. Bài này đặt giống thì liên hệ số điện thoại bên trên màn hình.